Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ nói về cái chủ đề sóng dừng. Thì à, đây là một trong những chủ đề nó cũng rất là quan trọng trong cái trường sóng cơ này. Ngoài cái chủ đề giao thoa sóng ra, cái chủ đề sóng dừng là một trong những chủ đề mà trong các đề thi à, Trung học phổ thông quốc gia người ta hay đề cập đến rất nhiều. Và bây giờ thầy sẽ nói về chủ đề sóng dừng nha. Ví dụ như chúng ta có một cái sợi dây đầu A đây đầu a chúng ta cầm tay đầu b chúng ta nối với vật cố định chúng ta cầm sợi dây chúng ta giật lên giật ngược lên phía trên đúng không giật ngược lên phía trên thì sóng này nó sẽ truyền truyền đi tới đầu b thì sóng này người ta gọi đây là sóng tới của ông ta thì tới đầu b đây là vật cản cố định thì đầu b nó sẽ có một cái sóng sóng truyền ngược lại người ta gọi đây là sóng phản xạ em thấy sóng phản xạ với sóng tới nó như thế nào về nhau về pha Vinh ở à, hai thằng này sẽ ngược pha với nhau và chúng ta nhớ sóng tới và sóng phản xạ khi đầu dây nó là cố định thì sẽ ngược pha với nhau ngay tại điểm phản xạ đúng chưa và khi đó khi chúng ta giật cái đầu an liên tục thì sóng tới và sóng phản xạ nó sẽ gặp nhau liên tục với nhau và hai sóng này nó thỏa mãn điều kiện đó là hai sóng kết hợp tức là hai sóng có cùng tần số, cùng cùng phương đúng không ạ? Cùng phương và độ lệch pha này nó là bằng bi đúng chưa Vinh? Thì hai sóng mà thỏa mãn điều kiện này gọi là hai sóng kết hợp. Và hai sóng kết hợp thì nó sẽ giao thoa được với nhau. Đúng chưa? Và trên màn hình quan sát, chúng ta nhận thấy cái đường này thầy gọi đây là sóng tới nè. Nét liền người ta gọi đây là sóng tới và cái nét đứt này người ta gọi đây là sóng phản xạ sóng tới và sóng phản xạ sẽ giao thoa với nhau trong đó người ta định nghĩa sóng dừng là sóng xuất hiện trên dây trong đó xuất hiện những điểm dao động với biên độ cực đại đây là những điểm dao động với biên độ cực đại là Vinh đúng không ạ và những điểm đứng yên không dao động thì người ta gọi đó là sóng dừng những điểm dao động với biên độ cực đại người ta gọi là bụng sóng những điểm đứng yên không dao động người ta gọi đây là nút sóng được chưa và mình lưu ý rằng cho thầy khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp đây là bụng thứ nhất bụng thứ hai đây là hai bụng liên tiếp thì bằng lambda trên hai hoặc là khoảng cách giữa hai nút liên tiếp nút này và nút này là hai nút liên tiếp ông vinh là cũng là lambda trên hai và khoảng cách giữa một nút và một bụng kề nhau một nút đây là nút bụng kề nhau thì nó là lambda trên trên bốn được chưa mình hiểu ý thầy nói chỗ này chưa à đó là sóng dừng và điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định chúng ta nhớ điều này cho thầy nhớ cái công thức này thôi điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định đó là chiều dài sợi dây đúng không? Đây điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài sợi dây L phải bằng một số nguyên lần lambda trên 2. Trong đó L đó là chiều dài đúng không? Chiều dài dây. Còn lambda là cái gì Vinh? Bước sóng, đúng không? Còn K ở đây chính là số bụng được chưa? Còn số nút nó sẽ bằng gì đây? À, số nút nó sẽ hơn số bụng là một Nó bằng bằng K cộng 1. Được chưa? Đó là sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định. Xin lỗi, có một đầu hai đầu cố định. Đầu A được coi như cố định, đầu B cũng được coi là cố định. Và sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do nó sẽ như sau. Ví dụ, đầu A đây. Chúng ta có đúng không? Rồi đây. Đây được gọi là đầu cố định, đầu đầu này được gọi là đầu tự do. Đúng chưa? Và điều kiện để nó cũng tương tự như vậy, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Khoảng cách giữa một nút và một bụng kề nhau đó là lambda trên 4. Và ở đây chúng ta nhớ nha, cách phát biểu này là chiều dài sợi dây phải bằng một số bán nguyên lần bước sóng cách phát biểu này cách bếp biểu thứ nhất hoặc là chúng ta quy động lên là 2k cộng 1 lambda trên 2 trên 2 xin lỗi đây là hai nha đây là lambda trên 4 được chưa thì đây là chiều dài sợi dây bằng một số lẻ 1 phần tư bước sóng không còn cách phát biểu trên là một số bán nguyên lần bước sóng không Đúng. Còn đối với sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Hai đầu cố định là chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần bước sóng, đúng chưa? đúng Rồi, nhưng trong quá trình làm bài tập, thầy không sử dụng hai công thức này đâu. Mà thông thường chúng ta sử dụng cái công thức này L bằng 2K trừ 1 lambda trên 4. Cách phát biểu này cũng gọi là chiều dài sợi dây bằng một số lẻ, một phần tư bước sóng nè. Trong đó, số bụng nó bằng với số nút trong trường hợp này số bụng bằng với số nút và bằng k. Em hiểu không? Đây bài này có mấy bụng đây? 1 2 3 4 5 bụng không? Coi mấy nút 1 2 3 4 5 nút chưa? em Hiểu chỗ này chưa? Em rồi. bây giờ thầy cho chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập chỗ này ha. sóng dừng trên dây dài 1 m với vật cản là cố định. Tần số là 80 hẹp. Tốc độ truyền sóng là 40 m trên dây. Cho các điểm M1, M2, M3, M4 trên dây lần lượt cách vật cản cố định là 18, 37, 60, 75. Người ta nói điểm nào Điều nào sau đây mô tả trạng thái không đúng của dao động của các điểm? Thì để làm được điều này á, Vinh nhớ cho thầy một cái kiến thức này nữa rất là quan trọng. Đây giả sử như thầy xét cái sóng dừng này đi. Thì những điểm nằm trên một bó sóng, tức là bó sóng hay bụng sóng á thì nó sẽ dao động cùng pha với nhau nha nhớ điều này những điểm nằm ở trên cùng một bó sóng thì nó dao động cùng pha ví dụ như M và N đây là những điểm nằm trên cùng một bó sóng này sẽ dao động cùng pha còn những điểm mà nằm ở trên hai bó sóng liền kề thì sẽ dao động ngược pha với nhau ví dụ như điểm B này đi điểm B này đi lên đúng chưa điểm này đi lên điểm này đi lên có phải đây hai điểm M và điểm B này có phải là hai điểm nằm trên hai bó sóng liền kề ông Vinh đây là bó sóng thứ nhất, đây là bó sóng thứ hai như vậy hai điểm nằm trên cùng một hai bó sóng liền kề thì sẽ dao động ngược pha với nhau và hai điểm nằm ở trên hai bó sóng cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì cũng cùng dao động cùng pha hiểu ý thầy nói chỗ này chưa à, ví dụ như điểm cái này là bó sóng một, bó sóng hai, bó sóng 3 như vậy những điểm nằm trên bó sóng một nó sẽ dao động cùng pha với những điểm nằm trên bó sóng bao. À, còn điểm M và N có phải là hai điểm này nằm trên cùng một bó sóng không Vinh những điểm nằm trên cùng một bó sóng thì sẽ dao động cùng pha với nhau được chưa nhớ cái một cái kiến thức này nữa nó nằm trong những cái phần nâng cao đó, những bài nâng cao còn thật ra cái bài sóng cơ đối với cái những cái dạng mà xin lỗi sóng dừng đó, đối với dạng đơn giản thì chúng ta chỉ việc áp dụng hai công thức vừa rồi là chúng ta làm rất là dễ lát nữa chúng ta sẽ đi làm chúng ta sẽ có một số bài tập chúng ta sẽ làm phần đó rất là dễ thôi đúng không còn thầy thầy trò chúng ta học những cái mà trên lớp giáo viên người ta không nói hiểu ý thầy nói gì những cái mà nó thuộc cái phần nâng cao những cái th luyện tập thì giúp em làm những cái phần luyện tập nâng cao trong các đề thi người ta hay ra thế thôi được chưa yeah. rồi bây giờ chúng ta có là sóng dừng trên một sợi dây ab với vật cản cố định đúng không vật cản là cố định như vậy đây là một sợi dây có hai đầu cố định không đúng chưa hai đầu cố định đúng không đây sóng nó sẽ xuất hiện như thế này Đúng không? Đó. Rồi. Người ta nói rằng tốc độ truyền sóng là 40 vậy em tính được lambda không Vinh? Bằng gì? Bằng bao nhiêu? Bằng 2. 2. 20 cm đúng không? Phải không? 20 hay 25 đây. 20 đúng chưa? Rồi, người ta nói cho các điểm M1, M2, M3 nằm lần lượt trên dây và cách vật cản cố định là 18. Như vậy, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp. Bây giờ em coi nè, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp này là bao nhiêu đây? Um, 18. Lambda bằng V chia F em tính lộn rồi V là mấy? 40 chia cho 80 thì ra 0,5 m trong Vinh. Dạ đúng rồi. Hay là bằng 50 cm không? Dạ đúng. Đúng chưa? Rồi, như vậy em coi nè. Đây là nút thứ nhất, đây là nút thứ hai, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp có phải nguyên cái đoạn này nó là lambda trên 2 là 25 không? đúng. Đúng ông Vinh. Rồi, giờ mình đọc đề bài nè cho các điểm M1, M2, M3 nằm trên dây cách vật cản cố định giả sử như đây đây. Điểm M1 cách vật cản là 18 như vậy nó nằm ở đây không? Điểm M1 nằm đây không? Vị trí này không? Nguyên từ đây đến đây là 25 như vậy đây là M1 được chưa? M2 là nhiều? 37 thì nó nằm trong đoạn này không? Lớn hơn 25 là M2 nằm đây không? M3 là bao nhiêu? Từ đây đến đây là nhiêu Vinh? Từ đầu này đến đầu này là nhiêu? Hả? 50, 60 nó nằm trên này chút ông Đây là M3 không? Đúng. M4 nó lại nhiêu? 75. 75 nó nằm ngay vị trí này không Vinh? Đúng. Ngay nút không? Rồi giờ mình coi nè Điều nào sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động? Câu A M1 và M3 dao động ngược pha 1 và 3 nằm trong hai bó sóng lẻ không? Cùng lẻ không? Đúng. Cùng lẻ thì dao động cùng pha hay ngược pha? Dạ. Cùng pha? Cùng pha, đúng chưa? Cùng pha mà nó nói ngược pha nó là sai không? Đúng. Vậy chúng ta chọn ngay đáp án A luôn. Câu B nè, M4 không dao động, đúng không Vinh? Đúng này. Ngay nút không dao động, đúng rồi. Câu D M1 và M2 dao động ngược pha M1 M2 có phải nằm 2 trên 2 bó sóng liên tiếp không? Đúng. Nằm trên 2 bó sóng liên tiếp thì dao động ngược pha, chính xác chưa? Đúng. Câu C M3 và M1 dao động ngược pha. 3 và 1 dao động ngược pha đúng, như vậy chỉ có đáp án A là sai không? Đúng, đúng chưa? Rồi, bây giờ câu số 2. Bây giờ Vinh suy nghĩ làm cho thầy câu số 2 thử coi nha. Ha. Đáp án của Vinh là đáp án C chính xác rồi đó. K của em là mấy? Đúng rồi. Khỏi sửa ha. Sửa hay sửa? Rồi ok. Rồi bây giờ Vinh suy nghĩ làm cho thầy câu số 3 coi nha. Hàng. Đáp án của em là câu B chính xác đúng rồi đó. Có cần sửa không? Rồi OK thầy sẽ sửa để lấy kinh nghiệm ha. Một lò xo so ống dài đây là chữ L không? Đầu dưới treo vào quả cân dao động với âm thoa có tần số đây là chữ f. Khi đó lò xo so có hệ sóng dừng trên dây đúng không? lò xo so chỉ có hai nhóm vòng dao động có biên độ cực đại đúng chưa lò xo so chỉ có hai nhóm vòng dao động với biên độ cực đại tức là chỉ có hai bụng ông vinh dạ, đúng, đúng chưa ở đây là hai đầu cố định đúng chưa đây là sợi dây có hai đầu cố định không một đầu gánh vào âm thoa đầu dưới treo vào quả cân đầu dưới cũng cố định luôn không vậy đây là chiều dài sợi dây đây là một sợi dây có hai đầu cố định thì chúng ta dùng công thức l bằng k lambda trên 2 và ở đây vì nó có hai nhóm vòng cố định vậy số bụng nó là bằng 2 và k ở đây chính là số bụng như vậy bằng 2 nhân lambda trên 2 và suy ra bằng lambda. Vậy lambda bằng 1,1 1,2 m. Tốc độ là v bằng lambda nhân f. Lambda là 1,2 nhân cho 50. Đúng chưa ạ? Phải không? Thì đáp án của nó là đáp án B. Rõ chỗ này rõ gì phải không? Rồi. rồi ok Rồi bây giờ câu số 4 Làm cho thầy câu số 4 nha Để. một, sóng dây, một sợi dây đàn hồi căng ngang hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số F1 là 42 thì có 4 bụng 4 bụng thì suy ra mấy nút 5 nút vậy 4 điểm bụng Tức là K ở đây bằng mấy em? Dạ, K ở đây bằng 4 Đúng rồi K1 nó là 4 Nếu trên dây có 6 nút 6 điểm nút thì trong trường hợp 2 cái gì? Là K bằng mấy? K bằng 5. 5 Thì tần số F2 là bao nhiêu đúng không? Đúng. Vậy trong vật lý người ta cho hai trường hợp thì em chỉ cần lập tỷ số ra thôi em có L bằng K lambda trên 2 không? Đúng không? Rồi thầy bằng K lambda bây giờ em sẽ biến đổi V và F tại vì bài toán này nó liên quan tới V và F à? nó liên quan tới F không? Mà tốc độ không đổi nữa. Như vậy có phải lambda thì bằng V chia F không? Đúng không? Rồi, ta thế vào bằng V chia cho 2F được chưa? Vậy L trong trường hợp 1 có phải là bằng k1 nhân V chia cho 2f1 không? Đúng không? Vậy em nhớ nè, L đây là một sợi dây không đổi rồi. V cũng không đổi rồi. Đúng không? V nó không đổi nè. Tương tự như vậy L trong trường hợp nó bằng với trường hợp lúc sau là bằng k2 V chia cho 2f2 không? Rồi, em thế số vào. VV thì đơn giản được không? Dạ, dạ, dạ được. Tần số, tốc độ không đổi rồi. K1 của em là mấy? K1 của em là 4. 4 chia... Chia cho 2, nhân cho 2F là 42, đúng không? 2 nhân 42. Bằng K2 là nhiêu chia cho F2 đang cần tìm F2 đúng không suy ở à, đây hai nữa nhân hai nữa như vậy suy ra F2 F2 của em có phải là đưa chéo lên đưa chéo xuống không là lấy lấy 4 là nhân hai nè nhân chéo chi ngang đây thầy làm lại chỗ này ha hoặc tới chỗ đây mình không ấy mình dùng hàm ship show mình bấm cũng được đúng chưa đưa chéo lên là đưa chéo xuống là bằng 5 chạy rồi chờ thầy chút ha rồi đây đưa chéo lên là trên này còn 5 nhân 2 nhân 42 chia cho 4 nhân 2 không 2 với 2 mất được không 42 đơn giản cho 4 được bao nhiêu? 10 42 chia cho 4 thì được 1. À, ở đây còn 2 dư rồi. Như vậy giờ lấy 5 nhân cho 42 chia cho 4 coi đáp số bằng nhiêu, chỗ này ra nhiêu cho thầy. Có phải là bằng 52,5 không? 52,5 hẹt. Được chưa? Hiểu câu này chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C Rõ rồi cái gì phải không Rồi tiếp tục Mình sẽ qua câu số m... Câu số 5 Làm thầy câu số 5 nha Câu số 5 đáp án A là đáp án chính xác Rồi có cần sửa câu này không Rồi thầy sửa luôn ha Một sóng dừng có tần số là 10 hạt trên dây một sóng dừng trên tần số 10 hạt trên sợi dây đàn hồi rất dài xét từ một nút thì khoảng cách từ nút đó đến bụng thứ 11 là 26,25 cm vậy người ta hỏi tốc độ truyền sóng là bao nhiêu bây giờ em coi cái đoạn d này nè thầy gọi d này bằng 26,25 cm đi thì thầy coi như là khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ 10 không khoảng cách từ nút thứ nhất nút 1 đến nút thứ 10 sau đó đến bục thứ 11 trong bục 11 em hiểu ý chỗ này không từ đây đến đây là là 26,25 cm gì Đúng không Vinh Mà chúng ta đã biết rằng khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là bằng lambda trên 2 như vậy khoảng cách giữa 10, 10 nút liên tiếp Có phải là 9 lambda trên 2 không Xin lỗi Ở đây à, Có phải là chúng ta có Khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ 10 Đây thầy có thể vẽ ra cho Vinh à, Hình dung dễ hiểu nè Khoảng cách giữa 3 nút liên tiếp Có phải là đây 1 nút, 2 nút, 3 nút liên tiếp không 3 nút liên tiếp thì là mấy lambda trên 2? Không phải, đây một 3 nút 3 2, 3 2. 2, lambda 2. 2 lambda trên 2 đúng chưa? Có phải chỗ này không? Hiểu chỗ này rồi gì? Vậy à. ở đây người ta nói khoảng cách giữa Đây, xét một nút thì khoảng cách từ nút đó đến bụng thứ 11, đến bụng thứ 11 nha. Đến bụng thứ 11. Đây coi như là nút thứ nhất, nút thứ hai, bụng thứ một, bụng thứ hai. Đây chúng ta cứ vẽ hình ra nè, mình không hiểu thì mình cứ vẽ hình ra như thế này. Nó hơi dài một chút ha. Mình quy đồng lên. Rồi đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. rồi đến 11. Đúng chưa? Từ đây đến đây là 15 lambda trên 2. Đúng không? Từ đây đến đây là 15 lambda trên 2 nè. 2 lambda trên 2, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda, 8 lambda, 9 lambda, 10 lambda trên 2 không? Có phải 10 lambda trên 2 không? Rồi em là 10 lambda trên 2, từ đây đến đây là 15 lambda trên 2. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ 10 đến đây đến nút thứ 11. Đúng không? Đến nút uh... đến nút thứ à uh... ở đây là bụng thứ 11 nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Có phải từ đến đây là là 10 lambda trên 2 không? Vinh hiểu ý thì thầy nói từ đây đến đây là 10 lambda trên 2 Cộng cho khoảng từ đây đến đây Từ nút đến bụng kế nhau là lambda trên 4 nữa không? Dạ. Và đề bài nó cho bằng bao nhiêu? Bằng 26, Vậy em suy ra được lambda không? Dạ được Lambda của em sẽ suy ra được Chỗ này nó sẽ ra 5cm Có lambda Dùng hàm ship show đó Tính bình thường gì phải không? Rồi như vậy em dùng hàm ship tính bình thường Vậy em sẽ suy ra được là lambda là 5 Có lambda thì chúng ta suy ra V bằng lambda nhân F Lambda của chúng ta là bằng 10 nhân cho lambda là bằng 5 nè 5 nhân cho 10 ra 50 cm trên dây Đổi ra là 0,5 m trên dây Hiểu chỗ này chưa? à, đếm nút đến bụng hàng rồi thì vẽ ra bên này cho Vinh rõ nè người ta nói xét từ nút một nút thì khoảng cách từ nút đó đến bụng thứ 11 là 26,5 bây giờ em cứ vẽ ra mình vẽ ra nè rồi mình đếm Đúng không? Mình đếm nè. Đây là nút. Đây coi như là nút đi xét từ nút đó đến bụng thứ 11. Bụng 1, bụng 2, bụng 3, bụng 4, bụng 5, bụng 6, bụng 7, bụng 8, bụng 9, bụng 10, bụng 11 không? Bụng 11 nó nằm ngay đây không? Kết thúc ngay chỗ này không? Đúng chưa? Vậy khoảng cách từ đây đến đây là 26,25 không? Bằng. Bây giờ mình coi nè. Khoảng cách từ đây đến đây là 1 lambda. Đúng không Vinh? Đây là 1 lambda trên 2. Từ đây đến đây phải là 1 lambda trên 2. Khoảng cách giữa một nút và một bụng. một hai nút liên tiếp là 1 lambda trên 2. Được chưa? 2 lambda, 3 lambda trên 2, 4 lambda trên 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lambda trên 2 là tới đây không? Như vậy 10 lambda trên 2 cộng với khoảng cách từ đây đến đây khoảng cách giữa nút với bụng kề nhau là lambda trên bốn không và bằng 26,25 đúng chưa hiểu chỗ này không hiểu chưa rồi ok khi có đó em giải phương trình này em suy ra được lambda có lambda rồi thì tính v được tính bình thường gì rồi bây giờ chúng ta qua tới cầu số 6 Dây AB dài 90 cm, đầu A gắn với nguồn được xem như là nút, đầu B tự do. Đây là một sợi dây có hai đầu, một đầu cố định, một đầu tự do. Đúng. Đúng chưa? Vậy tính chiều dài sợi dây em dùng công thức nào? Ví dụ như vậy đó. Để dùng công thức là 2K, 1, 1, 2 1 cả cho 4. Chia 4 hay gì? Chia 4 đúng không? phải không rồi ok đi chưa trong đó k là số bụng bằng số nút bằng k đúng chưa trong trường hợp này bụng với nút bằng nhau và bằng k hết nhớ nha rồi mình đọc nè quan sát trên dây thấy có 8 nút sóng dừng 8 nút thì nó là mấy bụng 8 nút thì có phải là k bằng 8 không trong trường hợp này số bụng bằng số nút bằng k nếu dùng công thức này đúng chưa k nó bằng 8 đúng chưa? Khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây dúi thẳng là 0,25. Thì em nhớ một điều cho thầy. Để sợi dây dúi thẳng á, thì có phải ly độ của nó bằng 0 không? Ly độ U của nó bằng 0. Để nó dúi thẳng ra thì ly độ bằng 0. Ví dụ như lần thứ nhất nó dúi thẳng đi. Đó đầu lần thứ hai đầu nó đi lên. Lên tới biên. Lên tới biên rồi bắt đầu nó về đây có phải từ đây đến đây là khoảng thời gian dưới hai lần liên tiếp sợi dây dũ dưới, dưới, dưới thẳng không vinh dũi thẳng. thẳng là em lấy sợi dây em dập oh. dìu ra nè nhấp nhô nhấp nhô có phải dũi thẳng thì nó thẳng ra như thế này nó không có... em hiểu ý thầy nói không yeah. em nhấp nhô dịch lên dịch xuống đó thì thời gian khoảng thời gian dưới hai lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng nó thẳng ra như thế này em hình dung được không mình vậy đúng đó. rồi nhấp lên nhấp xuống nhấp lên nhấp xuống nhấp lên nhấp xuống như vậy nè đúng không thì, sao? Sao mình nói là thẳng, sao thì cái sợi dây nó duỗi thẳng nó cái à cái thẳng. khi nhấp nhô nhấp lên nhấp xuống thì có những cái thời gian thì cái sợi dây này nó thẳng ra không? Gì thể thẳng. trời ơi hiểu chỗ này khoảng thời gian giữa hai lần khi nó nhấp nhô lên xuống này thì nó sẽ dao động nó sẽ có những cái khoảng thời gian sợi dây nó thẳng ra nhanh rất là nhanh đúng không rất là nhanh nó là không phải hai nó chưa được một giây nữa một phần tư giây à rất là nhanh ông em hình dung ra chưa rồi như vậy khi sợi dây dưới thẳng thì li độ nó bằng 0 không không nó ở vị trí cân bằng thì ly độ bằng không bắt đầu đi lên tới vị trí biên bắt đầu đi xuống tới thời gian này nữa sẽ dây lưới dưới thẳng không có phải nó đi nửa vòng không em đi từ đây đến đây là biên từ biên về vị trí cân bằng nữa thì có phải là hết thời gian t trên hai không bằng 0,2 đúng không khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây dưới thẳng là t trên hai em nhớ điều đó cho thầy nha Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây dúi thẳng là T trên 2 vì lý do ly độ nó bằng 0. Như vậy từ ly độ bằng 0 đi đến vị trí biên cộng với từ biên đi về vị trí cân bằng là ly độ là thời gian đó là T trên 2. Mà đây khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây dúi thẳng 2 lần thì chúng ta giảm đi là 1 lần T trên 2. Như vậy 6 thì nó là bằng mấy lần T trên 2? 5 lần T trên 2 và bằng 0,25 ohm nhớ cái ý này cho thầy nha Vinh em hiểu em hiểu ý thầy nói chỗ này không dạ, em hiểu. rồi vậy từ đây em suy ra được chu kỳ t không dạ, được. là 0,25 nhân cho 2 chia 5 thì ra được là 0, mấy 0,1 giây không dạ. có chu kỳ rồi bây giờ người ta nói tính tốc độ truyền sóng tính được tính tốc độ truyền sóng được không được. có chu kỳ có bước sóng chưa được rồi. có sợi dây rồi thế vào đây tính được à, à, bước sóng không được. rồi tính được khoảng cách từ nút thứ a đến nút thứ bảy không được. Được. rồi tính cho thầy nha ha Lúc đầu của Vinh là đáp án B đúng không? Về sau Vinh chọn đáp án C chính xác. Vậy lúc đầu em sai chỗ nào? Ngược. Lâm đam ra là 0,24 đúng không? Đúng chưa? Vậy là V bằng lambda trên F thì nó ra 2,4. Có cần sửa chỗ nữa tiếp nữa không? Có cần sửa lại câu 6 này nữa không? Rồi sửa cho chắc hàng. Bây giờ chúng ta sẽ tính L dùng L bằng K 2K 1 lambda trên 4 nè tương đương vào L của em là bao nhiêu 90 2K K của em là mấy 8 trừ 1 nhân lambda trên 4 như vậy suy ra lambda của em có phải ra 24 không cm vậy suy ra V bằng lambda chia T lambda của em là bao nhiêu? 24 chia cho T của chúng ta là mấy đây? 0,1 Thì nó ra là 2,4 cm trên dây Đúng không? 2,4 Đây là cm gì? Lambda này của em là tính ra à, đây làm ra chỗ này chúng ta tính ra nhiều đây. em, tính 24. 24 cm gì? Dạ. 24 cm thì đổi ra là 2,4 ra ra 0,24 m. Đúng không? Dạ. Rồi em thế vào đây lấy 0,24 chia 0,1 thì nó ra 2,4 m trên dây không? Hiểu chỗ này chưa? Có về rồi người ta nói khoảng cách từ A đến nút thứ 7 khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là bằng k lambda trên 2. Đúng không? Từ A đến nút thứ bảy Như vậy nó là bằng à, mấy lambda? À, 6 lambda trên 2. Thì nó ra là 0,72 chưa? Hiểu chỗ này không? Rồi, bây giờ làm cho thầy bài số 7 nha. Câu số 7, đáp án B chính xác rồi đó. T của em ra nhiều? 0,72. 0,01, đúng rồi. Hiểu chỗ này chưa? Dạ, dạ. Cần sửa không? Dạ, không thầy. Rồi, ok. Rồi, bây giờ suy nghĩ làm bài số 8 cho thầy ha. Dạ. Câu số 8, đáp án B, chính xác. Đúng rồi đó. Lâm em tính ra được nhiều? Dạ, em, đã... em... tính, em bấm máy tính <laughs> À, Em dùng công thức nào Dạ em dùng công thức L bằng 2K 1 2K chừ 1 Tất cả nhân lambda trên 4 Dạ đúng rồi K em là mấy Dạ K của em là 5 Đúng rồi chính xác Vậy suy ra L lambda bằng 60 Có lambda thì cái thằng này Tính chu kỳ tính sao dạ, Tính chu kỳ lấy T2 bằng Đúng rồi suy ra t đúng không ra đáp án b đúng rồi đó cần sửa không rồi tiếp tục bây giờ trong các đề thi chúng ta gặp một cái số câu ví dụ như người ta dùng 500 điện đúng không nếu người ta dùng 500 mà 500 này được tạo ra từ dòng điện xoay chiều có tần số f fd để kích thích thì lưu ý rằng đối với dòng điện xoay chiều thì vài bữa nữa chúng ta sẽ học về chương dòng điện xoay chiều. Thì dòng điện xoay chiều là dòng điện nó có chiều và cường độ dòng điện biến thiên điều hòa, đúng không? Chiều luôn luôn thay đổi nửa chu kỳ đầu dòng điện chạy theo chiều từ A đến B, nửa chu kỳ còn lại dòng điện chạy theo chiều ngược lại từ B đến A. Vậy trong một chu kỳ thì dòng điện sẽ hút 500, đúng không? Dòng điện sẽ có hai lần hút mạnh nhất. Như vậy cái tần số tần số mà cái sợi dây này nó dao động đó nó bằng hai lần tần số của dòng điện. Còn nếu mà đề bài người ta cho nếu dùng 500 vĩnh cửu tức 500 hình chữ U để kích thích cái sợi dây này đó thì tần số của sợi dây chính bằng tần số của 500 vĩnh cửu luôn. Hiểu ý thầy nói chỗ này không? Nếu dùng 500 điện nếu em dùng 500 điện thì tần số của dao động của sợi dây nó gấp hai lần tần số của 500 điện. Còn nếu em là dùng 500 vĩnh cửu để em kích thích cho sợi dây nó dao động á, thì tần số của sợi dây chính bằng tần số 500 vĩnh cửu. Nhớ điều này chưa? Rồi bây giờ Vinh vận dụng làm đó, làm bài đó, làm bài này cho thầy. Ha. Đúng rồi. Còn cách làm thì nó cũng giống như mấy cái kia. Yeah. Hiểu chỗ này chưa? Yeah, no. Rồi, em nhớ bó sóng thì cũng chính là bụng sóng luôn nha. Ha? À, đúng rồi đó. Câu số 1, đáp án A chính xác rồi đó. Có cần sửa không? Một năm chân điện có tần số xoay chiều 50 hẹt đi qua... 500 điện có tần số nha đúng không dòng điện này là xoay chiều như vậy đây là ép của điện không tần số của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu là 50 không rồi đặt 500 điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định chiều dài sợi dây là L người ta thấy có 5 bó sóng thì tương ứng với K là bằng mấy hai bó sóng thì tương ứng với K bằng mấy em 2 yêu cầu tìm tốc độ truyền sóng là V. Thì theo công thức vì đây là sợi dây có hai đầu cố định là bằng K lambda trên 2 hay là bằng K lambda của em bằng V chia F đúng không? Vậy từ đây suy ra V sẽ bằng 2 nhân F nhân L chia K thế vào. 2 F đây là tần số của sợi dây có phải gấp đôi không? Nó là bao nhiêu thế vào là nhiều? 100, l của em là bao nhiêu? À, mình nhìn đáp án nó đơn vị mét trên dây Thì mình nên đổi này ra mét đi, đúng không? Là 0,6 chưa? K của em là mấy? 2, đơn giản đi như vậy ra 60 không? Rồi, tiếp tục Làm bài số 2 cho thầy nha Đúng rồi, đáp án D mới là đáp án đúng nha. Được chưa? Ok ha. À, chúng ta có ép tần số của sợi dây gấp 2 lần tần số của điện. Như vậy suy ra tần số của điện có phải là lấy tần số sợi dây chia hai không? Đúng không? Rồi như vậy em sẽ tính được ép dây là 50 không? Rồi có cần sửa không? Bà này người ta hỏi ép điện nè. Rồi. Được rồi gì đúng không? Rồi, bây giờ làm cho thầy bài số 3 ha. Đáp án mấy em? Đáp án D chính xác, đúng rồi đó. Hiểu chỗ này chưa? À. Tiếp tục làm cho thầy bài số 4 ha. Yeah. Sóng dừng trên sợi dây dài 1,2 m hai đầu BQ cố định được kích thích bởi một nam châm điện. Nút A cách bụng B liền kề là 10 cm. Như vậy nút cách bụng liền kề thì từ đây chúng ta suy ra được cái gì em? Yeah. Không phải. 4. Đúng rồi, bằng mấy? 10. 10. Suy ra lambda bằng mấy? 40 cm. Đúng không ạ? Hay là bằng 0,4 m. Rồi. Y và y đúng không? Gọi nút A, đây là nút A nhá. Đây là điểm A. Đúng không? Gọi nút A cách bụng liền kề. Bụng B. Có phải B đây không? Nút với bụng đây không? 10. Y là trung điểm của AB. Đây là Y. Rồi người ta nói rằng biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điểm Y và điểm B có cùng lý độ. Như vậy để điểm Y nó dao động như thế này. Đúng không? Nó dao động như thế này. Để điểm Y và điểm B có cùng lý độ. Tức là li độ của thằng y và li độ của thằng ub phải bằng không đúng không? thì hai thằng này mới cùng li độ được chứ đâu có thể nào nó cùng li độ được đúng không? nó dao động theo chiều này li độ của b bao giờ nó lớn hơn li độ của thằng u không? li độ của b bao giờ nó cao hơn li độ của thằng thằng y không? hiểu hiểu chỗ này chưa? vậy để hai thằng này bằng nhau li độ bằng nhau thì chắc chắn li độ của y và li độ của b phải bằng không Đúng không em? Vậy có phải là khoảng thời gian dưới hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng không? Đúng không? Vậy nó cho 0,2 0,2 này chúng ta có t trên 2 bằng 0,02 không? Đúng. Suy ra t bằng 0.04. dây. Có t rồi suy ra được lambda không? mà ấy mình à, suy ra được tần số của sợi dây trước đi ha mình sẽ suy ra được v nè v bằng lambda chia t nè lambda của em là mấy 0,4 chia cho 0,04 thì nó bằng bao nhiêu đây nó bằng 10 mét trên dây không đây là tốc độ còn tốc còn tần số của dây tần số của dây chính bằng nghịch đảo của chu kỳ không tần số dây chính bằng nghịch đảo chu kỳ là 1 trên 0,04 thì ra nhiều 25, 25 hết nhưng đề bài người ta có hỏi này không người ta hỏi tần số dòng điện đúng không ạ à? tần số dòng điện như vậy em có ép điện có phải là bằng ép dây chia hai không như vậy ra 12,5 không vậy đáp án V là 10 và F điện là 12,5. Vậy đáp án B được chưa? Được. Hiểu câu này chưa? Rồi. rồi. Tới cái bài toán giá trị bị chặn. Thì cái bài toán giá trị bị chặn này chúng ta cũng làm cái biểu thức nào đó liên quan tới K. Bây giờ Vinh suy nghĩ làm thử bài số 1 này cho thầy coi nha. Hiểu ý thầy nói không? Tự suy nghĩ, tự làm thử coi nó làm sao ha. Một lát nữa thầy coi

Bằng bao nhiêu luôn Thế số vào bằng bao nhiêu luôn Là 160k đúng không Rồi Tiếp tục bấm, bấm máy tính đúng không K nó ra nhiều cho k nó chạy từ đây đến đây đúng không Cho f chạy từ đây đến đây Vậy suy ra F bằng mấy? Đúng rồi, ứng với K bằng mấy? 2 Hiểu chưa? Hiểu câu này chưa Vinh? Tốt Rồi, tiếp tục làm cho thầy câu số 2 ha Chính xác Em tính về nó là hàm theo F theo K đúng không? Dạ đúng. Rồi, công thức nào? Ghi cho thầy coi. Dạ công thức uh, L 2K 1 lambda chia 4. Còn, uh... Rồi, suy ra V luôn đi, suy ra V luôn đi, Đọc V cho thầy là thầy biết đúng hay sai à. V nó dạ. theo K là bằng bao nhiêu? Bằng 1,5 nhân 100 nhân 4 chia cho 2K 1. 1,5 rồi bằng đáp số luôn 200. Không phải Ý thầy nói á V này có phải là bằng 1,5 không đúng. Nhân cho nhiều 4 nhân cho nhiều 100 chia 2k trừ 1 Và nó bằng là bao nhiêu đây 600 không 602k trừ 1 đúng không đúng. Rồi mình dò coi k nó nằm ở đâu Dùng máy tính dò k nó bằng bao nhiêu Đúng rồi, suy ra V bằng 200. 200 Chính xác, có V Đơn vị mét trên dây nha yeah. Suy ra được lambda bằng V chia F Đúng chưa? 200 đúng. chia cho 100, 100 thì ra 2 yeah. Dễ không? Yeah, yeah. Hiểu rõ gì đúng không? Yeah, rồi Bây giờ Vinh chú ý cho thầy một cái điều kiện Chúng ta chú ý rằng kể nếu tất cả các điều kiện không thay đổi mà chỉ có thay đổi tần số á, thì số nút tăng thêm bao nhiêu thì số bụng cũng tăng thêm bấy nhiêu. Đúng không? Thì số nút tăng thêm bao nhiêu thì số bụng cũng tăng thêm bấy nhiêu và tần số đúng không? Nếu tăng tần số lên bấy nhiêu, ví dụ như tăng tần số lên là delta f đi thì số bụng cũng tăng lên delta k. Và delta f và delta k nếu đối với sợi dây có hai đầu cố định á thì chúng ta nhớ công thức L bằng K V trên 2F gì? Đúng không? Lambda trên 4 thì lambda trên à, lambda trên 2 thì chỗ này có phải là V trên 2F không? Như vậy em suy ra F có phải bằng K nhân V trên 2L không? Vậy suy ra độ tăng của tần số delta F cũng bằng độ tăng của nút hoặc là bụng nhân V trên 2L. Nhớ công thức này nha. Chứng minh á, cũng làm được nhưng mà nó hơi dài thầy không muốn chứng minh ở đây thật ra chúng ta chứng minh vẫn được công thức này đã chứng minh được nhưng mà trắc nghiệm thì em nhớ cho thầy luôn thầy nhắc lại khi các điều kiện không đổi nếu tần số tăng lên một lượng delta f thì số nút hoặc số bụng là tăng lên một lượng delta k và nó sẽ phụ thuộc vào nhau công thức này được chưa đối với sợi dây có hai đầu cố định thì delta f bằng delta k nhân v trên 2l. Từ đây em không cần nhớ công thức này nhưng mà em nhớ cách suy ra f. Như vậy mình thêm delta f vào đây bằng delta k nhân v trên 2l được chưa? Được, được. Rồi, đối với một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì l được tính bằng công thức này. Và em suy ra được delta v ở đây. Suy ra f đây bằng 2k 1 nhân v trên 4l. Đúng không? Yeah. Như vậy em suy ra em thay chỗ delta V này nó cũng giống Iran trên này luôn. Vậy delta F của em nó cũng bằng là delta K nhân V trên 2L luôn. Công thức này đều áp dụng cho trường hợp hai sợi dây có hai đầu cố định hoặc một đầu cố định một đầu tự do hết. Hiểu chưa? Cách chứng minh thì nó sẽ suy ra được công thức này. Hai công thức này đều áp dụng đều được cho một đầu cố định một đầu tự do hoặc hai đầu cố định luôn. Vinh hiểu ý thầy nói gì? Bây giờ dạ, Bây giờ chúng ta vận dụng để chúng ta làm thử cái bài này coi nó như thế nào nha. Thế này em ghi, ghi, ghi công thức Khỏi ghi thầy thầy sẽ gửi cái file này cho em luôn. Dạ. Ha. Dạ. Một sợi dây dài 18 m L không? đầu dưới để tự do đầu trên gắn với một cần rung như vậy đây là sợi dây có gì là tự do một đầu là cố định. đúng rồi thay đổi được ban đầu trên dây có sóng dừng đầu a với đầu a bụng đầu b nút đúng không đầu đây là đầu cố định nè đầu này tự do nè được chưa được. khi tần số tăng thêm 3 như vậy delta f của em bằng bao thì số nút tăng thêm 18 như vậy Delta K của em là bằng 18 không? Ừ, số bụng trong trường hợp này là số bụng bằng số nút bằng K cộng 1 Chúng ta có L là bằng là 2K trừ 1 lambda trên 4 nè Đúng không? Hay là bằng 2K 1 V trên 4F không? và mình đây là một đầu cố định một đầu tự do còn mình nhớ tới cái công thức là l bằng k lambda trên 2 ông hay là bằng k lambda v trên 2 f không yeah. đúng không mình suy ra để mình nhớ công thức như vậy suy ra f có phải là bằng à, gì đây bằng là k v trên 2 l không yeah. như vậy delta f của em có phải delta k nhân V trên 2 L là... không? Vậy, thầy đang hướng cho em suy công thức đó. Em không cần nhớ công thức này, nhưng mà em nhớ cái công thức này để em suy ra đây. Hiểu chưa? Và công thức này áp dụng cho cả hai trường hợp luôn. Đầu cố định, đầu tự do hoặc là hai đầu cố định đều dùng công thức này hết không? Vậy em thay thế vào delta F của em là bao nhiêu? delta k v đang tìm hai l đơn giản đơn giản được chưa như vậy suy ra v có phải bằng 6 không đáp án c không có phải mình làm như vậy cho nó nhanh ngông vinh mình không cần chứng minh thầy đã chứng minh sẵn cho em rồi em chỉ làm trách nghiệm em chỉ ráp vào thôi Hi hiểu, chỗ này không vinh ơi rồi tiếp tục nha có gì hỏi có gì hỏi em rồi làm cho thầy bài số 4 ha đáp án a là đáp án chính xác rồi tính sao nói thầy nghe ca vinh

0,175 đúng rồi đó Hiểu chưa? Rất dễ thôi Đúng không ạ? Rồi tiếp tục Bây giờ chúng ta qua một cái dạng khác Trong sóng dừng nếu có nhiều tần số để tạo ra sóng dừng Thì tần ví dụ như à, người ta nói ở à, sóng dừng một sợi dây tạo ra sóng dừng Nếu nó có tần số F1 đúng không thì nó tạo ra sóng dừng nếu nó có tần số f2 thì nó cũng tạo ra sóng dừng vậy người ta hỏi tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng là bao nhiêu thì đối với cái dạng này á Vinh nhớ cho thầy một cái phương pháp làm rất là nhanh gọn lẹ em cứ lấy f1 em chia cho f2 đúng không lấy tần số liên tiếp của hai sợi dây đó em chia cho nhau đang em tăng đang, đang tìm admin đó người ta hỏi ép thầy nhắc lại nha cái bài toán nó ra như thế này ví dụ như bài số 5 này đi người ta rạo tạo ra sóng dừng trên sợi dây có hai điểm cố đầu hai điểm cố định hai tần số gần nhau nhất tạo ra sóng dừng là 150 và 200 người ta hỏi tần số nhỏ nhất có thể tạo ra sóng dừng là bao nhiêu được chưa em hiểu ý thầy nói chỗ này chưa rồi như vậy nếu mà em để em tìm tần số nhỏ nhất nè là bao nhiêu là Fmin là bao nhiêu thì em chỉ việc như thế này em lấy tần số liên tiếp của hai sợi dây liên tiếp tần số liên tiếp em lấy f 1 em chia cho f 2 nếu nó ra hai số nguyên liên tiếp á nó ra hai số nguyên liên tiếp nha ví dụ như nó ra là 3 phần hai đi hoặc là 2 phần ba đi thì lúc đó em kết luận được đây là sợi dây có hai đầu cố định đúng không? Đây chính là sợi dây có hai đầu cố định. Được chưa? Đây chính là sợi dây có hai đầu cố định, suy ra sợi dây có hai đầu cố định. Và lúc đó tần số nhỏ nhất của em là em cứ lấy F1 trừ cho F2. Thầy chỗ này thầy chưa biết anh nào lớn trừ anh bé thì thầy lấy trị tuyệt đối. Em hiểu ý thầy nói chỗ này không Vinh? Yeah. Như vậy đối với cái bài toán này người ta tìm yêu cầu tìm tần số nhỏ nhất đúng không người ta cho một sợi dây nó tạo ra sóng dừng biết hai tần số liên tiếp mà nó xuất hiện sóng dừng á là f1 và f2 người ta yêu cầu hỏi tìm tần số nhỏ nhất để có sóng dừng thì em cứ lấy em lập tỷ số f1 chia f2 nếu nó ra hai số nguyên liên tiếp ví dụ như 3 phần 2 hoặc là 3 phần 4 hoặc là 5 phần 6 gì đó đây có phải là hai số nguyên liên tiếp không Đúng. thì em kết luận đó là sợi dây có hai đầu cố định và à, và tần số nhỏ nhất của em chính là bằng trị tuyệt đối F1 trừ F2 còn nếu chúng ta giả dạ sử như em lấy F1 em chia cho F2 đi nó ra là hai số nguyên lẻ liên tiếp nó ra hai số nguyên lẻ lên tiếp nha ví dụ như 3 phần 5 hoặc là 7 phần 5 hoặc là 9 phần 7 hoặc là 11 phần 13 có phải đây là những số nguyên lẻ liên tiếp không Vinh là không có không có phải rớt vào dạng này chắc chắn dạng này nó sẽ là như vậy em hiểu không Đấy là mẹo làm bài cho chúng ta nếu nó ra hai số nguyên lẻ liên tiếp thì em kết luận đây là một đầu cố định cố định và một đầu gì đầu tự, do. tự do lúc đó tần số nhỏ nhất của em nó sẽ bằng trị tuyệt đối f1 trừ f2 nhưng chia cho hai hiểu chỗ này chưa hiểu cái phương pháp thầy đưa ra chưa rồi bây giờ Vinh vận dụng đó làm cho thầy bài số 5 nha Không được, nó không rớt vào dạng này đâu Bài toán này nó sẽ cho ra chắc chắn nó sẽ rớt vào đây Hiểu chưa? Câu số 1 đáp án A là đáp án chính xác Đúng rồi đó Em lấy F1 chia F2 được nhiều 1 phần 2 như vậy hai số nguyên liên tiếp ông. Đây là sợi dây có hai đầu cố định không? Và F của em lấy chỉ tối đối F1 trừ F2 như vậy ra 50 không? Dễ không? Rất phương pháp này rất dễ. Rồi, bây giờ Vinh tiếp tục làm cho thầy bài số 6 ha. Đó, đáp án B chính xác đó, lập tỷ số là bao nhiêu? Bằng 3 phần 3 phần mấy? 3 phần 5 đây là hai số nguyên lẻ liên tiếp không? Đây là một đầu cố định, một đầu tự do vậy loại ngay hai đáp án này được chưa? Hiểu ý thầy nói không Vinh? Rồi như vậy lấy F1 trừ F2 chia cho 2 ra là ra 15 được cái gì phải không? Rồi tiếp tục làm bài số 7 cho thầy. Một sợi dây cố định một đầu gắn vào âm thoa khi tần số âm thoa với hai giá trị liên tiếp như vậy lập tỷ số F1 chia F2 được không? Yeah. Là bao nhiêu? Yeah. 28 yeah. Chi... 42 bằng nhiêu? Yeah. 2/3. 2/3 như vậy đây là một đầu hai đầu cố định không? Yeah. Đúng không? Yeah. Phải không? Rồi. Yeah tiếp tục nha vậy em suy ra f của em fmin của em có phải là trị tuyệt đối của f không đúng không trị tuyệt đối của f trị tuyệt đối f1 trừ f2 được chưa ở đây người ta nói khi hỏi nếu tăng tần số như vậy fmin của em là bằng à 14 không? đúng không Vinh. Yeah, đúng. Lấy hàng này trừ nhau 14, nhưng mà tiếp theo là người ta nói nếu tăng tần số từ 0 đến 50 thì giá thì sẽ có bao nhiêu giá trị của tần số để có sóng dừng. Như vậy FK của em có phải đây là Fmin là nhỏ nhất cái gì? Là 14 rồi. Phải không? Đúng yeah. Vậy FK của em có phải là bằng K lần Fmin không? K15 x 14 đồng Fmin Admin là nhỏ nhất Là 14 Có phải Fmin của em là 14 không? Như vậy Một cái tần số nào đó Để có sóng dừng Thì nó có phải bằng K lần Fmin không Đúng chưa Hiểu chỗ này không Phải bằng K lần Fmin là nhỏ nhất Như vậy tần số thứ K Thì bằng K lần Fmin không Yeah. hiểu chỗ này không yeah, hiểu. tức là bằng 14k mà người ta nói tần số nó chạy từ 0 đến 50 như vậy mình cho 14k lớn hơn không nhỏ hơn 50 không yeah, đúng. vậy em suy ra được yeah, cao có ca rồi em sẽ suy ra được là à, bao nhiêu giá trị không có bao đúng nhiêu đúng. giá trị có bao nhiêu giá trị của tần số em suy ra 3. k có 3 hả mười bốn k lớn hơn không nhỏ hơn 50 chia 14 bốn không dạ. Dạ đúng. vậy k lớn hơn không nhỏ hơn bao nhiêu 3. 3,57 đúng không? Đúng. Vậy có phải là ba giá trị không? Đúng. K là bắt đầu từ 1, 2, 3 không? Đúng. Vậy đáp án đề không? Dạ Hiểu câu này chưa Vinh? Đúng. Được chưa? Vậy thôi, rất là dễ Rồi, bây giờ Vinh làm cho thầy câu số 8 nha đúng. Tính tỷ số này coi 3 phần 5. Vậy F của mình nó hai số lẻ liên tiếp không? Yeah. Dạ. F của mình trị tuyệt đối F1 chữ F2 chia 2 không? Yeah, đúng. Nó 7 không? Yeah, đúng rồi. Vậy FK nào đó nó phải bằng K lần 7 không? 7K không? Yeah, đúng. đúng không? À xin lỗi. Yeah, đúng. Ở đây đây là sợi dây có một đầu cố định Một đầu tự do Đúng không? Chắc chắn là sợi dây có một đầu cố định Một đầu tự do không? Được chưa? Vậy FK của em Em phải viết là Bằng 2K trừ 1 Lần Fmin Được chưa? Có gì đâu ảo Đối với cái sợi dây Có một đầu Hai đầu cố định thì có phải là à, L bằng K lambda trên 2 không? Đúng không? Và nó bằng K V trên 2 F không? Vậy có phải là F theo là suy ra F của em có phải là F của em có phải là bằng à, K nhân V trên 2 L không? Mà V2L chính là F min của em đó. Như vậy suy ra FK của em có phải là bằng K nhân V trên 2 nhân Fmin. Tại vì Fmin của em chính là bằng 2 V 2L thầy chứng minh được trên này nè. Thầy chứng minh cái phần lý thuyết cho em rõ nè. Fmin của em nè. Được chưa? Còn đối với một đầu cố định một đầu tự do á thì lúc đó L của em nè bằng 2k 1 lambda trên 4 hay là bằng 2k 1 v trên 4f hay là suy ra f của em có phải bằng 2k 1 đúng không? Nhân cho gì đây? Nhân cho v chia 4 là không? Và v trên 4l chính là f min của em đó. Như vậy đối với một sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do thì FK của chúng ta sẽ bằng 2K 1 lần Fmin. Được chưa? Mà ép của ông ta chạy từ đâu đến đâu em? Vậy là 2K trừ 1 nhân 7 lớn hơn 0 nhỏ hơn 50. Đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra k 2k 1 lớn hơn 0 nhỏ hơn 50 chia 7 hay là suy ra k sẽ lớn hơn 0 nhỏ hơn 50 chia 7 trừ 1 nhân cho 1 phần 2 ông cộng 1 nhân 1 phần 2 ông và k lớn hơn 0 nhỏ hơn tính chỗ này coi tính chỗ này cho thầy Kevin Vinh 4, ừ. Tính coi Nó là 114,7 gì, gì dữ hả à? ừ, 50 phần 7 Cộng 1 yeah. Bằng Nhanh cho 0,5 Bằng 4,07 không Vậy K của em có phải là từ máy 1 2 3 4 không? 4 không? giá trị không? Vậy bài này đáp án mấy? Đáp án C ông Vinh. C.